Trước tiên mình pha hóa chất nha, pha hóa chất tỷ lệ 80, pha với nước tỷ lệ 80, pha đầy ca nha. Cái này mình bỏ ít thôi, cái này là tại vì mình demo mình bỏ ít nước thôi. Sau đó mình bỏ mở nắp bên đây ra, đây nắp đây, đây mình bấm cái này, mở cái nắp thùng ra, mình mở cái nắp thùng ra rồi mình mở cái nắp này lên. Rồi nó có hai ngăn nha, một ngăn bên bên đây nữa với một ngăn bên đây, mình chỉ đổ nước ngăn bên đây thôi. Rồi mình sẽ đổ nước vào, nước này đã pha hóa chất tỷ lệ 180 nha, 80 nước một một phần là hóa chất nha. Rồi mình đổ vô, mình sẽ đóng nắp lại, đóng nắp thùng lại. Rồi sau đó chúng ta cắm điện máy vào, thì ở đây có ba đường ống nè. Một ống á, ống này là ống khử trùng nè, còn ống này ống hút banh nè, ống có cái cạnh ở dưới đây nè, ống cạnh dưới đây là ống hút banh, còn ống này là ống xả banh đó. Sau đó chúng ta nhìn vào cái bàn phím, đây mình demo luôn. Bên trên box á là mình di chuyển banh, thì cái ống hút banh á, khi mình bấm nút này thì cái ống này nó sẽ hút banh vào và nó xả ra, còn cái ống này đây nó hút banh ống này, nó sẽ xả banh ra ống này. Còn bon stick này nè, starter này nè là khử trùng banh. Cái này mình chỉ rửa banh thôi, mình cứ di chuyển banh thôi, không cần bỏ nước. Còn cái này là mình phải bỏ nước để mình khử trùng banh, mình hút cũng y chang di chuyển banh thôi. Còn hai cái chế độ này nè, đây cái chế độ A là khử phun xương khử trùng. Chế độ A này là phun xương khử trùng, là chế độ mạnh nha, ba ống nó sẽ ra hết khói. Còn nếu mình để chế độ B á, thì nó sẽ yếu hơn. Mình chỉ sử dụng một ống này thôi, còn sử dụng hết ba ống thì mình bấm chế độ A. Tắt trước này. Đây, nó ra hết ba đường ống luôn, ra khỏi hết ba đường ống luôn.